Thành ra từ nay quý vị đừng có dựa vào Pháp Sư, đừng có dựa vào Đức Phật, mà dựa vào cái sự sáng tỏ. Mà muốn sáng tỏ thì quý vị nhớ giới định huệ, tính hạnh nguyện, thể tướng dụng. Có bao nhiêu đó thôi. Thì thể tướng dụng là bên các tông phái khác. Rồi pháp thân, báo thân, ứng hóa thân cũng ba cái, cũng là một cái. Báo thân là cái thể, ứng hóa thân là cái tướng. Còn pháp thân là cái dụng. Còn cái thể là cái bản thể, là cái nhất niệm. Tướng là các hình tướng hiện tượng giới. Còn dụng là cái dụng của thành, là nắm cái dụng là nắm hết. Vì thấy thể tướng dụng rồi, người ta nói là duy tuệ thiện nghiệp, nắm cái huệ thôi, đủ rồi. Còn tịnh độ của gì, nắm cái nguyện thôi, duy nguyện giảng sanh. Tôi giảng là tôi không sợ cái gì hết đó. Dù tông phái nào đưa tôi giảng cách khác nhau hết. Nhưng mà cuối cùng đi qua cái nhập lưu nhất lai có một thứ thôi. Tôi xin thưa quý vị trước là cái cách giảng tôi nó như vậy đó. Quý vị hợp thì ở nghe, còn con hợp có quyền rút lui. Mà ở nghe thì tôi tới xuống nữa là tôi bắt trả bài ạ. Tôi xin nói trước vậy. Còn nếu không trả là tôi không xuống nữa. Vậy để tôi biết cái trình độ quý vị, cái sự tha thiết quý vị. Tôi biết cái trả bài nó khó. Thứ nhất là khó cho mình phải về, phải ngồi thiền, phải nhớ. Ví dụ không có ghi, nhưng mà nhờ cái đĩa. Ví dụ nghe tới nghe lui rồi quý vị ngồi thiền. Chứ không phải vừa nấu cơm, vừa nấu nước, vừa làm công việc rồi nghe đĩa thôi. Đừng có nghe cái vụ đó. Cái này không phải là tiểu thuyết, mà nó phải ngồi thiền rồi đem cái máy rồi nghe. Còn tôi không có vụ đó. Tôi nghe, tôi lắng nghe nó vào trong bụng tôi đó. Rồi khi tôi ngồi thiền tôi ọc ra, tôi nghiền ẩm. Hồi xưa tôi vậy đó. Tôi để cái quyển kinh đó, tôi lấy ra tôi coi. Rồi xong tôi để xuống, tôi nghiền ẩm tới lui. Cái tứ thiền cũng vậy, tôi nghiền ẩm tới cuối cùng là tôi đọc. Tôi thuộc lòng rồi. Mà tôi thì rảnh rang hơn quý vị. Nhờ xuất gia, mà xuất gia cất sĩ nữa. Mà lại đi theo giác chánh nữa. Rồi tôi giác chánh. Ngài không cho làm cái gì hết đó. Sáng thì đoàn không có điểm tâm nha, chỉ đủ bữa ngồi trưa à. Sáng thì đâu 11, 12 giờ đó là tôi thức rồi tôi ra ngoài tôi ngồi luôn. Ngồi tới 9 giờ sáng. Rồi quái bác vô kiếm miếng cơm. Cái bụng nó đói muốn chết luôn. Thì có một cái lon ghi gô nước á. Uống cái lon ghi gô đó. Rồi lại đi kiếm nước, cái lon gô nó đựng nóng tới 8-9 tiếng á. Nó có cái lốp mút ở trong á, rồi cái bao ở ngoài đó. Nóng lâu lắm. Đựng một lon nước ra ngoài uống, rồi sáng vô thì kiếm mấy gia đình giàu có mà người Tàu á. Không phải có bình thủy, còn người Nguyên không có xài nước nóng. Thì mình vô mình đưa xin cái bình thủy nước. Rồi quái đi kiếm gốc cây nào đổ cơm mà uống. Có đâu có dừa đó thì họ cúng dừa thì tôi đã đổi. Nó ngon còn hơn canh. Mình phải dừa nổ nó lên trái làm sao sách. Thì kêu họ chặt ra, họ lấy cái nước họ để trong bọc ni lông. Rồi mình bỏ trong bát mình đem theo. Rồi thì cái cuộc sống ở hành đạo nó giản dị vô cùng. Do đó thì giờ rất là rảnh rang. Ăn rồi đó thì kiếm cây gốc cây nào đó ngồi tới chiều. Ngồi ngủ gục một chút, chỗ nào nằm được là trải miếng cao su nằm chút. Chừng nửa tiếng hồ nó khỏe rồi. Rồi thì móc kinh ra coi. Chứ thanh tịnh vô cùng, rồi tối đó mới nghiền ngẫm. Và ngày coi kinh, tối nghiện ông. Đi vậy là sướng, không có làm cái gì đâu, có tịnh xá, đâu có chùa chiền gì đâu. Do đó mà tôi đi sâu vào thiền định được. Tôi bắt kiết già là tôi vô thiền liền. Xưa có định lực mạnh vậy đó. Coi kinh là hiểu liền. Nhưng mà không hiểu Bát Nhã. Tôi hiểu Bát Nhã cũng lâu rồi, tôi giảng Bát Nhã. Chứ mà cách tu tập đó, tôi không biết. Cái Bát Nhã khó lắm, tất cả kinh Phật không có kinh nào mà giảng rành hết. Tới từ đụng tới Thủ Lăng Nghiêm rồi, nó sáng tỏ. Nghiêm chỉ cách tu Bát Nhã thật là tài tình. Vì cái thấy, cái nghe, cái ngửi đó.
nó nằm ngay trong cái cuộc sống này. Mà cái thí dụ, không có kinh nào thí dụ, chỉ có tới Thủ Lăng Nghiêm. Mà Đức Phật hỏi A Nan 7 lần thất xứ trừng tâm. Lần thứ 7 Ngài mới chỉ cái tâm, cái chân tâm. Ngài nào chỉ cái chân tâm thì cái đó không phải là chân, mà nó nửa giọng nửa chân. Cái này mới là cái chết nữa. Tôi phải thêm 3 năm trời nữa tôi mới hiểu được. Nó mình thấy là kinh là phải vậy, mà hiểu mà không có thầy, mà chính ông thầy cái hiểu biết mới sâu xa. Thì trong kinh có Đức Phật có nói, thời mạt pháp các con không hiểu pháp thì các con phải dựa vào vô sư trí. Vô sư trí là cái gì? Ngài có giảng trong Thủ Lăng Nghiêm. Cái cửa mà không mở, các con gõ mãi, gõ mãi, gõ mãi, gõ mãi, thì cửa sẽ mở thôi. Con cứ thiền định đi, 1 tiếng, 2 tiếng không được, 7 tiếng, 70 tiếng. Con ngồi hoài, tinh tấn đi đó hoài. Mà phải lấy cái đề mục, không có được ngồi ngủ á. Tiền là tối kỵ ngủ. Thì một thời gian thanh tịnh này tự nhiên mình hiểu. Hiểu bằng cái trực giác đó, tự nhiên nó đến mình trong lúc thanh tịnh. Và khi xả thiền ra trình bày là không được. Tôi bây giờ vô mấy cái đó trình bày bát nhã, tôi cũng lộng cộng đấy. Bây giờ tôi trình bày nhiều lần, tương đối nó sáng tỏ, nhưng mà cũng chưa sáng tỏ lắm. Chừng nào đắc quả bất lai A-la-hán, cái trình bày tôi mới là nhất trí. Thì thôi, giờ chúng ta đi vào bài giảng. Thì tôi xin thưa trước là cái lối giảng tôi dạy đó. Nó hơi ấy, quý vị có thắc mắc cái gì thì xuống ngồi thiền. Chiều hỏi, tôi còn buổi chiều nữa. Buổi chiều mấy giờ? 2 giờ hả? 2 giờ tới 4 giờ hả? Hay là tới 3 rưỡi? 3 rưỡi. Nói tôi biết là tôi chuẩn bị. Đó, thì chiều tôi để dành 15 phút để tôi đọc mấy cái thơ này. Thì tôi trả lời chung. Cổ biểu tôi gửi thơ cho cổ. Tôi không thể gửi được. Cô nói giờ nếu mà sư rảnh nó sư điện cho ông Thiện Đức đó, điện lên cổ, cổ xuống lập tức. Thì tôi phải tiếp cổ. Tôi nói có đó cổ không được. Tôi không có thì giờ tiếp từ người. Nếu tiếp cổ thì người khác tôi đợi hỏi. Bây giờ cái Việt Kiều ở ngoại quốc nó về là xuống Trà Vinh nó kiếm tôi. Rồi ra tôi phải ngược. Rồi nó hỏi cái số điện thoại tôi, nó bắt tôi để trả lời trong điện thoại. Điện thoại di động. Tôi nói tôi không có. Hồi trước tôi còn nói chuyện rồi tôi động rồi tuyệt đối. Tôi không có nói rồi trọi giọng đâu, mà điện cho ai cũng mở, ai lại điện tôi cũng không nói. Thì có hỏi Phật tử, tôi trả lời Phật tử, rồi Phật tử trả lời lại. Thì tam sao thất bổn mà tha vậy. Chứ nhiều khi nó năn nỉ như cái là mình từ chối không được, tôi thì dở cái từ chối. Năn nỉ vừa vừa thôi. Năn nỉ rồi khóc lóc, nhất là người nữ. Trời, cái khóc họ là mình phải nghe lời thôi. Nó có hụ hụ ở trong đó rồi, điện thoại, rồi mình phải chấp nhận. Chấp nhận thì chết mình, chấp nhận một người phải nó so sánh, chấp nhận người khác nữa. Thà là mình không tiếp diễn, giao cho Phật tử. Rồi họ tới tỉnh xa, họ kiếm tôi, con mình cậy. Ông ra, ông đón, ông từ chối hết. Không có gặp tôi. Tôi không cho gặp tôi ở bên cái cốc, bên tu tỉnh đó. Rồi thì quý vị thấy là càng cao danh vọng thì càng dài gian nan. Hồi xưa thì không ai biết tôi, bây giờ lên cái mạng thì nghe Phật tử nói là sư đứng đầu về tịnh độ đấy. Kiếm cái chỗ tịnh độ là sư đứng đầu, thầy sư tới 10 mấy bài giảng. Hồi trước có 1-2 bài mà sư cô Trà Côn đưa lên mà không hỏi tôi. Không có cần hỏi nữa. Cô đưa qua bên Hoàng Pháp, giờ đưa Hoàng Pháp xuống cái chùa của cô. 2 xe, tôi phải đến đó giảng 1-2 tháng, 2 ngày. Thì bao nhiêu cái đĩa thâu băng có đưa lên mạng hết. Mà tôi không hay, tới chừng Phật tử vô nó chưa có đứng trên mạng rồi. Mà đó 2 bài, bây giờ tới 10 mấy, 20 bài rồi. Bây giờ cổ vô tỉnh xá, cổ thâu ở đó đưa lên mạng luôn. Có đây là chưa có. Tỉnh xá thì tôi giảng về tịnh độ có, mà kinh 66 có, 66 nhiều nhất. Còn đằng chùa cổ thì chuyên về tịnh độ, với những quan pháp mà. Còn ở đây là chuyên về tứ niệm xứ. Tôi giảng được hết đó, không có cái nào. Đường đi nó khác, nhưng mà cũng giới định tuệ thôi. Bây giờ chúng ta trở lại. Thì tôi từ xưa đó, tôi giảng tiếp tục tứ niệm xứ nữa. Ở đây mà tôi giảng 10 năm tứ niệm xứ cũng chưa hết nữa.
Càng ngày tôi càng đi sâu, càng ngày càng đi sâu. Thì quý vị sẽ chớ giới. Mà nếu có nghe trước rồi, nghe vô dễ dàng. Thấy hay quá, sư giảng gì hay quá. Càng ngày càng đi sâu. Còn con người nào chưa từng nghe, trời sư giảng cái gì con không hiểu gì hết. Từ đầu tới đuôi bây giờ con cũng chả hiểu gì hết. Con nghe đĩa mà cũng không hiểu, mà nghe sư giảng là con hiểu. Tại sao vậy? Con hỏi. Thì tôi nói tôi đĩa giảng mà con nghe đó thuộc về ông sư Khang Chết. Cái địa ngục nó giảng cho con nghe. Mặc dầu tiếng nói của tôi, nhưng mà cái đĩa nó giảng. Còn con nghe thẳng tôi đó, là nghe pháp sống. Thì tôi có cái thần lực của tôi mà. Tôi sẽ truyền cái thần lực này qua cô sẽ tiếp nhận nó. Quý vị không biết cái đó đâu. Nó không có hình tướng. Quý vị thấy sắc thân, quý vị biết nè. Dây thần kinh quý vị thấy có biết nè. Nó làm ẩn bên trong ngổ đâu quý vị thấy. Mà dây thần kinh không phải cảm giác nha. Cảm giác mượn dây thần kinh để phát hiện thì cảm giác là cái tướng lờ mờ. Cái ống tiếng nói đây là đài phát thanh Vĩnh Long. Quý vị nói cái tiếng nói là của ông Loa trật. Có chừng đó. Nó không có ông Loa làm sao có tiếng nói xưa. Vẫn có. Nó ẩn. Có đầy đủ điều kiện thì nó hiện ra tiếng nói. Tiếng nói là chánh, ông Loa là phụ. Ông Loa là cái cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói. Đây là đài phát thanh Vĩnh Long. Thì cái làn sóng từ đài phát thanh Vĩnh Long mới phát hiện trong không gian. Đủ điều kiện nó mượn cái ống loa để nó phát ra tiếng nói. Tiếng nói là cái dụng, làn sóng là cái thể, ống loa là cái tướng, giới định tuệ. Cái gì phải ngồi thiền mà suy gẫm, cái gì cũng đợi tôi nói hết. Chết tôi. Nhìn những cái bài dò giảng này, tôi có trả lời hết. Mà cứ hỏi từ chút đi chút. Mới nói miệng Phật đoàn niệm tôi nó không phải bằng tâm. Có người nói phải bằng tâm. Mà tôi thấy tâm ở đâu? Không biết. Có người nói tâm ở cái tim. Có người nói tâm ở cái bụng. Có người nói tâm ở cái đầu. Tôi nói cái đầu, chặt cái đầu rồi cái tâm mất. Cái bụng thì mổ, cái bụng thì cái tâm mất. Nó ở đâu? Chúng ta khó trả lời. Tôi nói vậy thì cái làn sóng ở đâu? Cái luồng điện này ở đâu? Giờ vậy là 8 giờ 57 phút. Còn có 3 phút nữa, 4 phút nữa. Thì thôi, tới đây xin tạm ngưng. Xin hẹn buổi chiều 2 giờ. Rồi quý vị cho tôi buổi chiều là thì giờ nó ít quá. Thì đáng lợi chừng 10 phút, 15 phút để trả lời những câu hỏi này. Câu hỏi này tuy là hỏi riêng, nhưng mà dường như nó chung hết à. Để rồi cổ mấy cái đĩa này cổ nghe. Cổ nói mấy cái đĩa tôi giảng cổ có hết á. Bây giờ sư phải trả lời con bằng thơ, hoặc là sư mời con xuống dưới, hoặc là sư giảng qua điện thoại di động. Tôi nói không cái nào được hết á. Tôi suy nghĩ hoài, tôi nói thôi bây giờ mình giảng chung hết. Cổ nghe đĩa. Thì có vậy thôi, bữa nay không biết cổ có xuống không. Cổ nói cổ xuống đây. Không biết sao. Cổ thì ở Chợ Mới. Cổ tính xuống đây cổ nghe, tôi nói vậy thì được. Chứ còn xuống Trà Vinh tôi không có tiếp đâu. Vậy thì tôi bây giờ hết giờ rồi. Thì chiều ra nếu quý vị thấy mà cần thì tôi nín 15 phút. Còn nếu quý vị cho phép chiều không có làm gì thì giảng hết giờ rồi. Tôi xin 15 phút để đọc cái này. Rồi tôi trả lời đây luôn, trả lời vắn tắt thôi. Thì ai có nghe pháp rồi sẽ hiểu. Còn mấy người chưa nghe pháp thì chịu thôi. Không có trả lời chi tiết đại khái thì tôi có giảng rồi. Bây giờ ráp lại để trả lời mấy câu hỏi này. Vì tôi thấy câu hỏi này không phải của cổ không, mà tất cả quý vị đều kẹt trong đó hết. Mô Phật. Thì chúng ta bắt đầu đi thẳng vào bài giảng. Thì chúng ta tiếp tục giảng về tứ niệm xứ. Buổi sáng này tôi đã nói về cái mục đích của tôi, cái ý chỉ của tôi về giảng pháp là tôi không có theo trong kinh, không có theo Đức Phật,
không có theo ai hết. Nhưng mà tôi chỉ xin thưa làm sáng tỏ vấn đề thôi, tất nhiên cũng phải trong kinh, nhưng mà qua cái sự hiểu biết của tôi, qua cái sự nghiền ngẫm của tôi, nếu đúng thì tôi thành Phật, trật thì tôi thành ma. Tôi phải đánh cái gián bài cuối cùng về cái vấn đề đạo quả của tôi, vì tôi thấy nó tùm lum hết à. Phật thì có lúc Ngài giảng khác, như nãy tôi xin thưa trước đó. Cũng như giới luật thì Ngài nói giới là nền tảng đạo Phật, giới còn đạo Phật, giờ còn giới mất thì đạo Phật phải mất. Mà qua tới nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai tới A-la-hán rồi, thì nếu còn giữ giới là không thể đi sâu vào bát nhã được. Nghĩa là phải quên giới, mình với giới là một, chứ không phải giữ giới nữa. Nếu giữ giới là chướng ngại cho con đường trí tuệ nó phát triển. Khi đã trí tuệ rồi thì không còn tư tưởng, không còn giới luật nữa, không còn đối trị, không còn đè nén nữa, nên không có pháp môn nữa. Rồi tới A-la-hán sau khi đắc quả rồi thì phát bồ đề tâm, giữ giới mà không giữ giới, mà làm bộ như giữ giới dài dài, thì cái đó là vấn đề khó khăn. Thì tôi giảng bằng đầu có một số quý tỳ kheo, quý hòa thượng và một số Phật tử nó không đồng ý. Nhưng bây giờ tất cả đều đồng ý. Nó cũng ngộ, tôi nó có cái hậu. Bây giờ cái pháp tôi thì nó tràn lan. Nghe lâu thấm thì mới thấy. Thì bốn đường ác mà muốn lên bốn đường thiện thì phải ôm chặt giới luật thôi. Y tờ tờ y tê phải ráp dần mới đọc chữ. Phải giữ giới, không thì sẽ xa đọa. Sẽ giữ giới thì sẽ tiến hóa từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là ác giới, ác định và ác huệ, kêu là tà giới, tà định, tà huệ. Rồi đi lên tới người trời thì chánh giới, chánh định, chánh tuệ, chánh đối với tà. Rồi tới nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh hán là thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Thì nó khác với cái chánh. Cái chánh là lấy cái chánh mà trừ cái tà, lấy cái thiện mà trừ cái ác, lấy cái phải mà cải sửa cái quấy. Thì trong luật công Phật công có đó, chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Thì cái đó chỉ là người trời thôi. Rồi đến đây chúng ta phải chặt đứt các di xiềng. Thì cái này là cái khó đó. Cái này là qua thánh nhân đấy. Di xiềng là gì? Tư tưởng ác là dây xiềng. Dây tư tưởng thiện cũng vẫn là dây xiềng. Thiện ác gì đều trói cột hết. Cái đó là cái ngoại đạo khó hiểu nhất. Thời Thái tử Siddhartha có 62 tôn giáo, bây giờ cũng vậy đấy. Thì bây giờ đạo Phật nó mất. Chúng ta thấy tất cả tôn giáo tu pháp môn. Pháp môn là gì? Là cái xiềng vàng để đối trị lại với cái xiềng cây, xiềng xét. Thì nó vẫn là xiềng thôi, mặc dù nó quý. Nhưng mà muốn qua đạo Phật đó thì xiềng cây, xiềng xét là không thể qua được. Bốn đường ác là không thể qua được. Chỉ từ người trời trở lên mới qua được. Tại sao vậy? Thì người trời có nghiệp. Nghiệp là gì? Thì sư trưởng trong bài kinh Lục Căn đó, Ngài nói rất rành. Cái bài Lục Căn quý sư phải coi, quý tăng ni phải coi ít nhất là 20-30 lần. Lần lần mới thấm hiểu. Sư trưởng nói từ người trời trở lên bắt đầu mới có ý chí, mới có sự cải sửa, mới có sự chuyển nghiệp. Còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula sống với bản năng. Thì chúng ta thấy rõ ràng như con chó. Nó bệnh thì nó ăn cỏ, ăn nó ói ra thì hết. Mà không hết thì chết. Chứ nó không biết uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, không biết châm cứu, không biết chích, không biết gì, không có vấn đề đó. Tới con người thì là có. Con người mà uống thuốc nam không được, thuốc bắc, thuốc tây, rồi bấm huyệt, rồi châm cứu, rồi mổ xẻ, thì con người là có ý chí. Thì trong đạo Phật kêu là nghiệp. Ở ngoài chúng ta dùng chữ ý chí. Người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi giặt lông bông không ra thế nào cả. Thì có ý chí thì mới cải sửa nghiệp, đè nén những cái ác để lấy cái thiện thay thế vô đó. Mà nếu dứt cái ác còn cái thiện không thì luân hồi vào cánh giới thiện.
Cảnh giới thiện vẫn là luân hồi, nhưng mà cảnh giới đó an nhàn, sung sướng, hạnh phúc của cõi trời. Mà Đức Phật ra đời không muốn chúng sanh sanh vào cõi trời. Cõi trời đã có lâu rồi. Ngài muốn chúng sanh làm sao đừng dính mắc vào thiện, đừng dính mắc vào ác. Mà đè nén thì vẫn còn dính mắc. Thành ra 62 tôn giáo hồi xưa là dùng pháp môn đối trị, đè nén, cải sửa, tập trung. Đó là nhiều danh từ. Tập trung cũng là nó, cải sửa cũng là nó, thăng hoa cũng là nó, tiến hóa cũng là nó. Danh từ rất nhiều. Nhưng mà chúng ta ngồi suy gẫm, ta thấy là nó có một thứ thôi. Bỏ cái xiềng cây thì qua cái xiềng sắt, bỏ xiềng sắt thì qua xiềng trì, bỏ xiềng trì qua xiềng thao, bỏ xiềng thao thì qua xiềng bạc, bỏ xiềng bạc qua xiềng vàng. Có tới 15 lốt, 15 hàng chúng sanh trong đó, có 8 hàng là chánh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi cõi người, cõi người trời, rồi cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là 4, là 8. Nào, là 8 cõi, tức là từ địa ngục đi trên cõi phi phi tượng. Thì địa ngục là 4 đường ác, thì nhập lưu thấy rõ. Mà cái gì chúng ta thấy rõ là chúng ta không dính mặt, không có cần đối trị, không cần chạy trốn gì hết. Còn người trời thấy không rõ, tức là thấy, biết, nhưng mà lờ mờ. Không biết nó chuyển biến ra làm sao thì mới cải sửa, mới chạy trốn. Mà cái gì chúng ta thấy không rõ thì khi mà chúng ta không chạy trốn được thì dính mặt. Thành ra người trời mà lơ mơ là trở lại xuống lại. Trời là tôi nói trời dục giới là giữ năm giới như mấy ông mấy bà đó, còn trời sắc giới cao hơn. Đó thành ra nhập lưu tương tự như là người trời dục giới. Thành ra nhập lưu chết rồi mà không dẫn sanh gì cực lạc, mà tự lực đầu thai sẽ đầu thai vào cõi người trời dục giới 7 lần, kêu là thất lai hoặc là nhập lưu. Vì chúng ta coi trong kinh nó nguyên thủy mà không có giảng như tôi vậy, chỉ đưa ra vậy thôi, rồi tôi lấy cái đó tôi giảng theo cái hiểu biết của tôi, kêu là thất lai. Rồi tới nhất dẫn lai thì thấy rõ cái sự dính mắc của người và trời dục giới. Còn tới sơ nhị tam thiền thấy lờ mờ về cái sự sai lầm của người trời dục giới. Thấy lờ mờ, lờ mờ đây có nghĩa là vô minh. Thì đó là danh từ của đạo Phật. Mà ngoại đạo thì nó kêu là pháp đối trị. Thường thường cái đó khoa học kêu đó là năng lực. Còn Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử thì kêu đó là cái sự hỗn độn. Sự hỗn độn, lờ mờ là hỗn độn. Thì đó là cái vô minh. Mà thấy không rõ thì chạy trốn. Cũng như là chúng ta thấy cái sợi dây tối 7-8 giờ đồng hồ tối thì chúng ta tưởng là con rắn, vì nó lờ mờ, la là. Rồi tới chừng kiếm cây để đập nó, mà tới chừng mà lấy đèn lại rọi thì là cái sợi dây. Thì đây sợi dây có đèn rọi là thấy rõ. Thì giờ lại gần cái sợi dây chúng ta tỉnh queo, chúng ta không còn đập sợi dây nữa. Thì đạo Phật chủ trương là phải thấy rõ là trí tuệ. Vì cái thấy rõ là cái vấn đề trí tuệ. Thành ra đạo Phật không phải là trên trời dưới đất mà ngay trong cuộc sống này. Thấy rõ cái gì? Thấy rõ sắc thân. Mà sắc thân chúng ta quý vị thấy rõ không? Tôi nói đây chưa chắc ai thấy rõ. Hãy thấy rõ thì quý vị đắc quả thánh thứ nhất nhập lưu. Còn quý vị không thấy rõ thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi quý vị thấy lờ mờ, quý vị nhảy lên cõi người trời thì cái nhìn nó khác, cũng không rõ nhưng mà khá hơn 4 đường ác. Rồi tới sơ nhị tam thiền thấy sáng hơn một chút, vẫn lờ mờ. Thôi cái đó chúng ta để sau, thì giờ nó không có. Thì giờ chúng ta trở lại 4 đường ác. Thì ngay trong sắc thân quý vị nha, quý vị đừng có đi trên trời và tưởng tượng ở đâu mà ngay trong sắc thân này. Thì quý vị thấy tôi giảng thực tế lắm. Nhưng mà chính thực tế lại có, quý vị có bao giờ để ý sắc thân này đâu.
Quý vị để ý sát thân người khác với cái radio, tivi, điện thoại di động, cái gì quý vị cũng biết hết đó. Mà chính mình là không hiểu biết mình. Thì ở trong khoa học nó kêu là vật lý và sinh lý. Thì vật lý đó trong duy thức học, đạo Phật nó kêu là trần. Trần là bụi bẩm. Thì ba bụi bẩm nó kết lại thì cái này chưa có cái biết, chưa có sự sống. Cái gì không có cái biết, cái gì không có sự sống. Thì trong thân mình ở ngoài, trong thân mình là cái gì? Ghen, cứt ráy, cứt mũi, đờm, nhớt, nước tiểu, phẩn, mồ hôi, vân vân. Cái đó là vật lý trong thân. Quý vị móc ghen có vỏ, lỗ cứt mũi, cứt ráy, lỗ tai, có bao giờ nó có cái biết đâu. Mà có bao giờ nó ăn uống, ngủ nghỉ, bồi dưỡng, nó thích thở, không có. Còn ở ngoài thì bàn, ghế, radio, cái nón, ghế, giày. Thì giống hệt trong thân quý vị thôi. Thành đó quý vị hồi nhỏ có học vật lý, tôi hỏi mấy ông bác sĩ, mấy ông giáo sư vật lý với sinh lý với tâm lý khác nhau sao? Bác sĩ mà còn trả lời không được. Chúng ta thấy hả? Học thì ai cũng học. Lớp 6, lớp 7 là có học vật lý rồi. Là học về điện, về những cái khoa này kia, những cái đó. Không có sự sống mà không có cái biết. Tới sinh lý đó, thì ở trong quý vị là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ví dụ nó con mắt thấy, chặt con mắt không có bây giờ có thấy. Cái lầm của chúng ta là chỗ đó, con mắt chỉ nhận sự vật thôi. Quý vị thấy quý vị đưa cái kiến vậy, thì cái bình này nó sẽ nằm ở trong cái kiến. Thì quý vị nó cái kiến thấy, cái kiến không có thấy cái bình, mà nó nhận lấy cái bình. Cái bình sau nó nhận vào trong đó thôi. Thì cái đó kêu là sinh lý, là cái lẽ sống, lý là lẽ. Sinh là sống, cái lẽ nó có sự sống, nhưng mà không có cái biết. Thì cái cảm giác mới mượn cái sinh lý sự sống này, mới phát ra cái dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Thì tôi dịch ra tiếng Việt, dễ chịu, khó chịu và vững dưng. Không dễ, không khó là vững dưng. Tức là gặp cái đó tôi vui, thì đó là lạc thọ hay là dễ chịu. Tôi gặp cái đó tôi cảm thấy khó chịu, thì đây là khổ thọ. Rồi tôi gặp cái đó tôi không dễ chịu mà không khó chịu. Tôi ở một trạng thái vững dưng, tẻ nhạt. Thì cái này chúng ta thường có mà không để ý. Thì cái vững dưng này trong kinh thường kêu là hiện lượng tánh cảnh. Cái cảnh hỗn độn bản năng. Thì cái bản năng là của loài thú mà hỗn độn mơ hồ là của ngạ quỷ. Thành ra khi con mắt tôi nhìn cái bình thủy, thì đầu tiên cái bình thủy sẽ nằm ở trên cái tròng đen của con mắt tôi. Thì cái bình thủy là vật lý. Con mắt tôi là sinh lý tiếp xúc với bình thủy. Thì con mắt tôi là có sự sống. Có sự sống thì cảm giác cái tâm mới mượn được. Thì ngạ quỷ mới mượn cái sự sống của cái tròng đen phát ra cái cảm giác dễ chịu, không dễ, không khó. Quý vị hắn nghe hả? Ở trong mình mà không để ý, quý vị để ý là nó y chang vậy đó. Từ nay mà nhìn cái gì để ý nó y chang vậy đó. Thì cái đó duy thức kêu là ngạ quỷ. Còn cái trần đó chưa có sự sống, chưa có biết, duy thức kêu là địa ngục vô gián. Địa ngục là tối om, không có sự sống, không có cái biết. Vô gián là cứ tiếp tục như vậy, không gián đoạn. Còn con mắt đó kêu là địa ngục hữu gián. Vì thức nó hay, hữu gián là có thể gián đoạn. Nó có thể tiến lên ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ mới mượn đó để phát ra cái hiểu biết lờ mờ. Dễ chịu lờ mờ, khó chịu lờ mờ, vững dưng lờ mờ. Lờ mờ tức là dễ chịu mà không có biết cái đó là dễ chịu, tức là không có tư tưởng. Thì chúng ta thấy con người mình ở ngoài đời, mình thỉnh thoảng cũng có. Quý vị thấy mấy người ngạ quỷ đó, hãy đói bụng mà thấy người ta có đồ ăn nhau vô ăn liền. Không có sự suy nghĩ, người ta đập là ngã xuống đó. Rồi thấy vàng cái nhau vô chụp liền, người ta đánh chết liền tại chỗ. Không có phân biệt,
làm rồi cái hậu quả sao không có tính toán. Mày làm việc mày nghĩ mày mà cảm sao là làm vậy, không có suy nghĩ gì hết, thì đây là ngạ quỷ. Chúng ta thấy chúng ta thường chửi mấy người ngoài, mấy tưởng con cái hoặc bạn bè, nó làm gì nó không có suy nghĩ cho, nó muốn làm là làm à, là ngạ quỷ. Mình cũng vậy, có lúc mình đói quá hoặc mình khổ quá, mình không tiền, thấy tiền cái mình muốn nhào vô mình giật của người ta, không có tính toán gì hết. Thì chúng ta thấy nếu mình ở trạng thái đó, mình ngay bây giờ còn sống là ngạ quỷ. Thành ra tôi xin thưa trước là tôi nói về cái tâm nhé. Và từ nay ai mà hỏi tôi đó, bất cứ câu gì tôi cũng trả lời được hết. Đặt trên cái tâm, đừng đặt trên cái thân, đừng đặt trên cái hoàn cảnh. Thân hoàn cảnh thì kẹt, nhưng mà cái thân hành động với cái tâm như thế nào, cái miệng nói với cái tâm như thế nào. Miệng mà chửi người đó, một người thứ nhất chửi, người thứ nhì chửi, người thứ ba chửi, ba người đều tội hết, sai. Người thứ nhất chửi với tâm như thế nào? Chửi mà vì thù oán, chửi để đã cái thù oán, thì bây giờ, ngay bây giờ, chính cái tâm thù oán này là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chửi rầy nó vì muốn cho nó trở nên tốt, thì với cái tâm này người rầy chửi nó là khỏi trời. Rồi người thứ ba chửi mà không thấy có người chửi, không thấy đứa bé chửi, không thấy có câu chửi nặng, tất cả đều trực nhận trở về cân không, làm với cái tâm chân không. Thì tính cái chân không này là không có người chửi, không có người bị chửi và không có tiếng chửi độc. Thì cái cô gì đó, cô gì anh đó, cô đặt là Liên Anh gì đó, thì cô lầm ở chỗ này. Cô nghe nói chân không cô khoái lắm. Thì người chửi cũng là chân không, mà người bị chửi chân không, mà tiếng chửi cũng là chân không. Chân không có nghĩa là không có, mà tôi không dính mắt, vẫn có tôi chửi, vẫn có đứa bé bị chửi và vẫn có tiếng chửi, nhưng mà tôi thấy nó toàn là năng lực không, chứ không phải là tôi nó không có, mà tôi không phải là nó có thiệt. Nó có là nó phát hiện từ cái chân tâm, mà đã nhận được chân tâm chưa? Cô nói từ nay là cô không còn muốn niệm Phật, niệm Phật là cũng là chân không, mà tiếng niệm Phật cũng là chân không, mà cầu vãng sanh cũng là chân không, mà A Di Đà cũng là chân không. Như vậy là con tu làm gì, con niệm Phật để làm cái gì? Tội nghiệp cho tôi, rồi đổ thừa tôi giảng. Tôi có giảng mà tôi không phải giảng như vậy. Thành ra buộc lòng hôm nay tôi phải nói chỗ đó một chút nữa, rồi cái câu hỏi nó tôi đem đọc rồi tôi để nhắc lại. Như vậy tôi lầm trong đó. Còn có thì quý vị thấy có thiệt à, có người chửi, có người bị chửi và có tiếng chửi tục. Mà nếu quý vị vì đứa bé đó muốn cho nó lên lớp, quý vị phải dùng cái lời nặng với nó thì nó khác. Còn quý vị cố gắng trả thù nó, hôm qua hôm kia nó nói xấu mình sao, nó là kẻ thù của cha mẹ mình, thì nó lại khác. Thành ra cái thân cái miệng không quan trọng, mà quan trọng ở cái ý. Thành ra tất cả những cái câu trả lời tôi là tôi nắm cái ý mà tôi trả lời. Quý vị muốn nói gì nói. Tội hay phước là do ý, không có ý là không có tội, không có phước. Thành ra các bậc thánh nhân mà ý tội là cái gì? Là tư tưởng. Tư tưởng chứ không phải cảm giác, không phải sắc thân. Những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, ai là không có, Phật cũng có như thường. Phật đói bụng, Ngài biết đói không? Ai có biết đói, người bệnh nào biết đau không? Dĩ nhiên vẫn đau, nhưng mà đau mà không có khổ. Hỏi ngài đau mà nói tôi đau, mà hỏi ngài khổ mà nói khổ là không có. Vậy là khổ tính là tư tưởng, mà đau chính là cảm giác. Mà cảm giác thì nó mượn cái dây thần kinh để phát, chứ dây thần kinh không phải là cảm giác. Còn tư tưởng nó mượn cái óc để nó phân biệt, mà cái óc không phải là tư tưởng. Ốc chỉ là cái cơ quan làm phát hiện tư tưởng. Mà tư tưởng thì nó cái tướng của nó lờ mờ. Còn cái ốc thì cái tướng nó rõ ràng. Dây thần kinh thì cái tướng nó rõ ràng. Còn cảm giác thì cái hình tướng lờ mờ. Thành ra quý vị nhớ ha, năm cảm giác đầu là con mắt tươi tiếp xúc với sắc trần.
Đạo Phật kêu là sắc trần, thì khoa học kêu là vật lý. Con mắt là căn, thì khoa học kêu là sinh lý mắt. Tiếp xúc với vật lý là tất cả các trần, có hình có tướng, con mắt có hình có tướng. Thì con mắt này giống như cái kiến, thì cái vật đó mới nằm ở trong cái kiến này, chứ đâu có cái biết gì đâu. Con mắt chỉ là nhận sự vật, rồi sau đó cái cảm giác mới mượn cái tròng mắt, bởi nó có sự sống mà, mới phát hiện ra cảm giác lờ mờ. Thì cảm giác này kêu là ngạ quỷ. Sống như cảm giác này là hành động liền, nhưng mà chưa có tư tưởng, không có sự phân biệt. Còn lỗ tai cũng vậy, nghe tiếng chửi thì cái tiếng chửi lỗ tai nó nhận lấy cái tiếng, chứ nó chưa biết là tiếng chửi. Nó biết một cách lờ mờ và bắt đầu phát ra cảm giác khó chịu, hoặc là khác cảm giác dễ chịu. Mà khó chịu thì hành động là bắt đầu đánh lại người ta. Đánh mà tại sao đánh không biết, không có sự phân biệt. Thành ra chúng ta thấy như là cỏ cây là chỉ có cảm giác thôi. Loài cây mà chỗ nào có nước đó, nó dè cái rễ ra nó rút lấy nước. Chỗ nào có ánh nắng đó, nó dè ra nó hưởng lấy ánh mặt trời. Mà không nước không nắng thì nó phải chết. Thì nó sống bằng cảm giác. Quý vị đi về không, bây giờ cái cây đó cỏ đó biết đã lắc để mừng quý vị, không có vụ đó. Nó chưa có tư tưởng phân biệt. Còn con chó đã có tư tưởng. Thành ra sư trưởng Minh Đăng Quang mới nói rằng cỏ cây cái đầu ở dưới đất, cái chân lên trời. Quý vị thấy phải không? Cây, cái gốc cây ở đâu? Ở dưới đất. Rồi cái ngọn cây là cái đít cây nằm ở trên trời. Lộn ngược. Thành ra ngạ quỷ là cái lối sống lộn ngược. Chỉ cảm giác mà chưa có tư tưởng. Quý vị phải để ý cái này quan trọng lắm à. Trong con người quý vị vẫn có. Khi quý vị nghèo, quý vị cần tiền, quý vị không còn suy nghĩ nữa. Qua cái cuộc cách mạng cái đòi thì quý vị biết. Mình lấy hết tiền, như tôi kể đó. Rồi rút tiền ở trong cái chậu bông, đem chậu bông về, rớt bể. Nhào vô vực thì mấy ông bộ đội đã nhào vô vực, đánh đá một cái chết tại chỗ. Lúc mà bộ đội đi với mình mà rớt xuống rồi mình nhào vô mình giành với nó thì chết rồi, mình nằm ở trong tay người ta. Ba bốn chú nó quánh nó đá một cái ngay cái bụng nó đái một cái rồi nằm chết tại chỗ. Thì lúc đó cái tâm gì? Tâm ngạ quỷ. Còn mấy người giật của cũng là tâm ngạ quỷ. Cái tâm mới là quan trọng, mặc dù là thân người. Mà tâm là tâm ngạ quỷ, không có suy nghĩ gì hết. Ai mà giải gì đi giật cái đó. Cái thân mình nằm trong tay người ta, ta muốn đánh muốn giết lúc nào ta giết, mà không có sự suy nghĩ đó. Còn loài thú thì có suy nghĩ, bởi vì nó có cái đầu. Là có cái chứ có đầu, chúng ta phải ngồi suy gẫm. Coi vậy con, cái lục căn của siêu trưởng nói rất rành, quý vị phải coi 7, 8, 9 lần. Thì tôi đi hành đạo tôi đem theo cái quyển nhỏ là tôi không có khoái quyển dày. Siêu trưởng viết 69 quyển rồi rồi. Tôi đem theo 5-10 quyển rồi chừng 1-2 tháng tôi đổi, gửi về tỉnh xá đem quyển khác. Thì khó nhất là bài lục căn, bài vũ trụ quan mà dễ hiểu. Bài lục căn khó lắm. Tới loài thú nó có cái đầu, nhưng mà đầu đít ngang nhau, nó cũng bằng nhau. Còn loài cỏ cây thì cái đầu dưới đất, cái chân trên trời. Loài thú thì đầu với cái chân với đít là bằng nhau. Nó có 4 chân mà nó đi phải 4 chân, con người đi có 2 chân. Tới con người thì đầu trên, chân dưới. Quý vị coi, coi phải không? Thành ra tại sao đầu trên, chân dưới? Là con người có thêm cái ý chí, có sự tính toán, sự cải sửa, thành ra khôn, biết đặt cái đầu ở trên. Trong con người mình cái gì quan trọng nhất? Đầu, mình, tay, chân. Tay chân là phụ, cái mình cũng là phụ, cái đầu mới là chánh. Ví dụ chặt hai cái tay đi, đi xe mà té bị ấy, chặt hai tay vẫn sống. Rồi quý vị bị ung thư, cưa hai chân vẫn sống. Rồi quý vị chặt cái đầu sống không? Không sống được.
Nó là trung khu của tất cả các thần kinh, tổng hành dinh. Dây thần kinh thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác đều đưa lên trên đầu hết. Thì trên đầu không phải là thần kinh thị giác, không phải là thần kinh xúc giác nữa, mà là thần kinh của tư tưởng. Cũng là thần kinh mà nó rất là vi tế. Trong người quý vị đâu có biết gì đâu. Tới chừng quý vị học di thức đó, di thức mới dùng danh từ. Mà di thức không có giảng rõ, tôi mới ngồi thiền, tôi nghiền ngẫm hoài. Thì nhờ trong cái thiền định 7-8 tiếng tôi hiểu được. Tôi ngồi tôi cười, nói cha đem cái này giảng cho Tăng Ni. Tôi hy vọng ở Tăng Ni, thì Tăng Ni rảnh nhất. Còn cư sĩ thì đâu có rảnh trời, phải làm ăn, phải nuôi gia đình, còn phải chồng con, rồi phải cha, có mẹ, bạn bè, còn phải lễ lạc rồi nữa. Còn Tăng Ni mà thật sự mà theo khất sĩ á, chứ bên chùa tôi không nói, bên chùa tôi người trời. Còn khất sĩ này chỉ đi xin ăn thôi. Một là Phật, hai là ma. Sư trưởng mình đang qua nói. Chứ ngài không chịu tôi người trời. Bởi vì mình không có làm gì đó, khất sĩ là không làm gì đó. Chỉ lấy giáo pháp làm thầy. Thì Đức Phật có nói sau khi ta chết rồi đó, thì đừng có nghĩ là ta nhập Niết Bàn, ta hết bảo hộ. Không. Ta để luật và pháp lại cho. Hãy coi luật và pháp là thầy mãi. Bao giờ luật và pháp vẫn còn, thì đạo Phật vẫn còn sáng tỏ và thịnh hành. Hãy giữ luật và pháp cho tới cuối cùng, hồi hộp lại mà đọc giới bổn, coi như ta đã dạy. Ráng bảo tồn nó vì nó giúp ích chúng sanh tiến theo nội Phật. Tăng Ni đều có học hết. Mỗi tháng tụng tới 2 lần. Tụng là để trả nợ quý thần, tụng để chơi thôi. Bây giờ có ai giữ giới đâu. Tăng Ni giờ 10 giới còn không xong, có nói 250. Nhất là giới thứ 10, khó nhất. Cấm rớ đến tiền, bạc, vàng, của quý và đồ trang sức. Tiền không được giữ, bạc không được giữ, vàng không được giữ. Của quý là radio, TV, đứng mua xe hơi, xe Honda, đứng tên, kẹt. Cái đó là cư sĩ đâu phải của mình. Một tỉnh xá mà leo lên làm công quả. Bây giờ Tăng Ni làm hết. Ở ngoài giờ ta thất nghiệp cả đống mà Tăng Ni dành hết trơn rồi đâu có ai làm nữa. Tôi thấy săn quần săn áo lên, nhất là khất sĩ. Quần không có ống mà leo lên trên cao vậy mà trét hồ trét này kia lột nói là tôi nói trời đất ơi. Có gì được. Ni thì mới làm công quả rồi thường là mặc quần áo. Quần áo đâu còn ni nữa. Ni là từ 10 giới, 20 giới là con bật cái cũng. Thì bên ngoài Bắc thì kêu có cái vái đó. Thì trong Nam mình kêu là cái cũng. Rồi Tăng thì toàn ngoài 10 giới là xỏ giới sa di là phải mặc cái y hạ rồi. Thì ở đó sư trưởng nhất là nhị tổ giác chánh lập lại giống như con vịt xiêm lai. Để nhúc nhích là phạm giới thôi. Tới 10 giới, 250 giới là không có nhúc nhích. Chỉ còn giáo pháp thôi. Tài pháp tương tí đạo màu mới như ý. Thì tiền tài vật chất là do Phật tử nó cúng dường mình. Mình tu đi không bao giờ đói, không bao giờ chết. Mình tu rồi nó cần cái gì? Nó cần cái tu. Cái gì giảng pháp đi, Phật tử nó đến thật là đông. Cái đó cư sĩ Phật tử không có biết, chỉ có nhà sư biết. Nhà sư giỏi hả? Không phải. Ông tối ngày ở không, ông cứ ngồi thiền hoài. Thì trong cái yên lặng đó ổng sẽ hiểu tất cả. Còn mình làm sao có thì giờ ngồi thiền quý vị, giờ ngoài ngồi 3-4 tiếng thì cạp đất mạng. Còn ông sư giờ ngồi 1 ngày 7 ngày cũng có ăn như thường. Phải đói quậy cái bát đi. Cơm là đủ sức sống rồi. Đồ ăn không cần. Cơm với một chút muối mè này kia là đủ. Có nhiều người ăn pháp hoa sơ ba cơm nhỏ lứt muối mè. Sống rất là khỏe. Chính đồ ăn mới bệnh. Cơm không bao giờ mang tới cái bệnh. Tôi đi hành đạo tôi biết mà. Ăn cơm với muối mè. Hồi trước là muối tiêu, sau này biết muối mè. Nó hơi bón thôi. Còn ngoài đó ít bệnh. Thì quý vị để ý ăn tới coi. Chính độ ăn mới mang tới bệnh.
Ngủ trần ăn rồi lúc mới mẹ qua chịu nổi không? Chịu không nổi, mà cái gì là mình chịu không nổi? Cái tư tưởng cho không phải xác thân. Không bao giờ xác thân nó đòi ăn tàu hũ mì canh, không bao giờ có vô đó. Cái gì phải nắm cái đó, mà tính tư tưởng nó nhớ lại, nó sanh ra cái ghiền là cái dính mắc. Mà nhớ lại quý vị không, không trừ được cái tư tưởng này thì quý vị bắt buộc phải, cái xác thân phải y theo cái tư tưởng này. Thành ra quý vị mà tu mà không nắm cái tư tưởng là quý vị không bao giờ thành thánh được. Thành ra cái đầu tiên là chúng ta phải nắm xác thân trước, rồi sau mới nắm cái cảm giác, rồi sau mới nắm tới tư tưởng. Có ba cái à? Mà tư tưởng thì phải đụng với ý chí. Tư tưởng muốn xuất hiện thì nó có hai cách. Một cách là từ bên ngoài vô, một cách là từ bên trong ra. Tôi nói sơ thôi ha. Từ bên ngoài là năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, xúc chạm với sắc, thinh, hương, vị, xúc. Con mắt tiếp xúc với cái bình thủy thì con mắt chỉ nhận cái bình thủy thôi. Rồi cái cảm giác mới mượn con mắt này mới phân biệt. À, có bình thủy tốt thì mình cảm thấy dễ chịu, khó chịu. Nhưng tại sao tư tưởng chưa có? Rồi đưa tới xúc sanh mới phân biệt. Ở đây là cái bình thủy. Ở bình thủy này có hình tướng đẹp. Xúc sanh chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ muốn kiếm cái bình thủy này, muốn làm sao có bình thủy để xài thì cái đó phải có ý chí. Con thú nó không biết cái đó. Chúng ta thấy con thú, con chó mà đi về nó ngoắc đuôi. Nó biết mừng vì nó có cái đầu mà. Nhưng mà quý vị cải sửa là nó không phân biệt được. Quý vị đi mặc cái đồ trắng đi, rồi quý vị trời mưa về quý vị mặc đồ đen, nó sủa liền, nó cắn liền. Nó không phân biệt chủ được. Nó trạng thái lờ mờ, vô minh. Nó vẫn phân biệt, mà dân miệt một cách vô minh kêu là phân biệt theo bản năng. Thành ra chúng ta có nói mày làm việc, mày suy nghĩ mà mày không có tính toán, không có đắn đo gì hết đó, mà không nghĩ tới hậu quả, xuất sanh. Chúng ta vẫn có cái đó. Khi chúng ta tham lam rồi, chúng ta có suy nghĩ là cái tiền bạc này tốt, nó đem lợi cho mình vật chất là sung sướng, ăn mặc đầy đủ, muốn cái gì cũng có. Nhưng phải coi cái hậu quả mình lấy rồi ở tù không, người ta có bắt được không? Không lấy được, nó đập mà chết, không có cái tính toán đó. Phải lấy cách nào cho khoa học, cho khéo léo, để rồi mất người ta không kiếm được. Thì cái này phải qua cõi người trời, chứ loài thú nó không có tính cái đó. Loài thú nó phân biệt được thôi. Nhưng mà đi tới mà đắn đo, suy tính, lựa chọn để mà hành động thì không có. Tới cõi người khôn, người với trời dục giới. Nhưng mà người đó đắn đo suy tính mà không có kinh nghiệm, tới cõi trời mới bắt đầu có kinh nghiệm. Trời dục giới là tức là giữ năm giới đó, có kinh nghiệm. Nhưng mà kinh nghiệm ấu trĩ, kinh nghiệm có nít thôi. Thành ra chúng ta thấy mọi người mà làm tàu hũ này kia đó, hay làm nghề này nghề kia đó, thì ông Dân Tráng nói tôi chỉ có người làm được liền còn khéo hơn con. Có người làm thất bại 5-7 lần. Mình đã kinh thủ Lăng Nghiêm nói cõi người đó 5 tình 5 tượng. Thành ra cõi người dễ tu. Do cái đó mà sống chừng 100 tuổi 80 là hết rồi, tôi tỏ bao nhiêu rồi. Cõi trời dục giới sống tới 120, 150, 200. Cõi trời sắc giới sống tới cả 1000 tuổi thì tức như sung sướng. Cõi trời sắc giới là không có chết nguyên con, không có sắc tài danh lợi uống ngủ nghỉ nữa, mà ăn bằng cái hỷ lạc thôi. Chỗ này chúng ta dừng, sau này đi sâu rõ quá. Rồi tôi nói gì nó không có được. Bây giờ chúng ta trở lại 4 đường ác thôi. Cõi người với trời dục giới chúng ta cũng chưa vào 4 đường ác thôi. Làm sao thấy cho rõ nó? Thấy lờ mờ thì dễ, mà thấy rõ là khó. Làm sao để thấy rõ? Thường thường chúng đặt câu hỏi đó. Giờ tôi thấy là cõi địa ngục vô gián tức là trần, chưa có sự sống, chưa có cái biết, thì không ai mượn nó được. Cái tư tưởng, cái thức không có mượn được. Mượn là lấy cái gì làm căn? Cái căn nó là căn chết. Cục đá, khúc cây, cái bàn này quý vị làm sao mượn nó để phát hiện ra cái cảm giác? Không có.
tới con mắt tai mũi lưỡi thân ốc thì mới được. Nhưng cái ốc thì y tế nó là tổng hành dinh của mắt tai mũi lưỡi thân, thì tư tưởng mượn nó, chứ cảm giác chỉ mượn năm năm dây thần kinh kêu là tịnh sắc căn, cái đó là trong duy thức đấy, chúng ta kêu là cái dây thần kinh. Còn con mắt khác, dây thần kinh thị giác khác, chúng ta chích thịt chúng ta thấy nhức mà nhức ít thôi, rồi nếu mà chích gân nhức nhiều, nếu mà nó áp nó phù lên nó mới nhức 3-4 bữa. Cái răng mà quý vị ngậm nước đá nó ê thì cái này cái nhức của cái răng, chứ cái dây thần kinh chưa có nhức. Mà khi dây thần kinh tủy nó sưng lên rồi, quý vị nhức chịu không nổi bưng cái đầu luôn, thì quý vị không thể làm thế nào cho hết, uống thuốc hoặc là lấy chỉ máu thì cái răng chết. Cái răng nó nhờ dây thần kinh đó mới nuôi nó sống. Thành ra khi cái răng còn ở trên này đó thì nó thuộc về sinh lý. Mà khi mà bẻ cái răng ra rồi, cái tỉ máu mất rồi, thì cái răng trở thành vật lý. Thì nó ăn qua với cái năm truyền cái. Rồi đó tôi giảng nó thì ở đây bây giờ không hiểu. Nó ăn tùm lum, nếu gì hiểu được cái đó, hiểu được năm truyền cái. Hôn trầm, thủy miên. Rồi tới sân. Rồi tới phóng vật. Hay là trạo cử gì đó, 4 cái. Rồi tới tham. Tham đây là tham dục, tham sắc, tham vô sắc. Thì mới đầu là tham dục thôi. Tham dục là tham của 4 đường ác và của người trời luôn. Người trời là tham dục cao thượng, 4 đường ác là tham dục đê tiện, tức là vẫn chiếm hữu bên ngoài. Người trời vẫn còn ăn, vẫn còn giao hợp, vẫn còn chết nguyên con, vẫn còn sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Cõi người thì có luân lý. Luân lý là cái gì ha? Lý là cái lẽ, luân là cái dòng. Cái lẽ lòng dòng đó là bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi mà quý vị đây đang kẹt hết. Người xuất gia chân chính là không kẹt, mà xuất gia bây giờ vẫn kẹt như thường. Người xuất gia sống theo người trời. Mà quý vị sống thì quý vị phê phán tôi rồi đó, đi xuất gia gặp nhị tổ, người mẹ bệnh 3 lần, gửi thơ xuống nhắc tôi đi về thăm bà cần thấy mặt để bà chết. Nhị tổ chắc chắn không cho, không cho. Xin 3 lần, ngài nói sư Khang có 1 mẹ hay nhiều mẹ? Kẹt. Quý sư nói đi đại đi. Quý sư thì sống theo người trời. Nhị tổ đâu có hay. Mà tối ngày ăn về rồi ngày đi bác ở trong đó, mình đi về thì sáng đi siêu về ở Bạc Liêu với ở Ngang Dừa, ở cầu xóm giữa đó. Thì đi về có 20 mấy cây số à, đi tàu về. Rồi ăn cơm rồi thì thăm mẹ ăn cái rồi trở xuống thì tổ làm sao biết. Tôi nói không, tôi không làm cái vụ đó được. Thì tổ cho đi không cho thôi, cái này là không phải nhị tổ, mà thuộc về giới lực của Minh Đăng Quang. 3 tháng về 1 lần, 6 tháng về 1 lần, 25 lần, từ đó là không được về. Thì tổ nói đúng, nếu ở đây đó mà Phật tử mà bệnh đó, sư đi thăm thì tôi đồng ý. Đó cũng cha mẹ của sư chứ, sư có nhiều cha mẹ. Còn đây mà đi về dưới 20 mấy cây số mà sư lội với đó cha mẹ một, là cha mẹ riêng sao? Thì vẫn là cha mẹ mà cha mẹ chung. Thành ra cha mẹ nhớ cho vua Tịnh Phạn còn không hiểu được cái đó mà. Khi mà Thái tử Vyata là Phật đi bác ngài ra, ngài chặn lại. Con làm xấu hổ dòng họ Thích. Ta là vua mà ta nuôi con dưới những là 1250 thì bao nhiêu năm cũng đủ, con quên rằng ta là vua sao? Thì Thái tử Vyata nói bệ hạ nói đúng. Bệ hạ là vua, bệ hạ bảo vệ dòng họ Thích thì đúng. Tôi bây giờ không phải vua nữa. Tôi là con Phật thì 3 đời chư Phật đều đi sinh ăn. Bệ hạ hãy sám hối cái hiểu lầm của bệ hạ. Vua Tịnh Phạn quỳ xuống lại rồi sám hối. Tịnh Phạn hiểu mau quá. Thành ra sau đó ngài đắc quả Bất Lai trong lúc còn sống. Rồi sắp chết thì chính Đức Phật lại khai thị cho ngài đắc quả La Hán trước khi chết. Coi kinh coi.
Thì chúng ta thấy cái đạo Phật nó rất khó hiểu. Tôi không về mà thí chủ tôi chết. Rồi ông anh hai nó tới giờ ông còn thù á. Ông nói cái đạo gì kỳ quá. Ông hỏi gì chứ sư có coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà lại cái xương khô không? Tôi thấy ông không hiểu mình giảng khó giảng lắm. Cái xương mà người ta chết rồi một đống đó mà Đức Phật còn lại mà sư coi phải không? Mà tại sao ông thân sư không lại? Tôi nói ông thân bây giờ không phải là cha mẹ nữa. Ông hỏi vậy đó là ông thân, ông tôi cận đó là cha của ai? Tôi nói cha của ông Vinh. Còn ông Sư Khang thì không phải là con của ông tôi cận nữa. Ông nói vậy cho ông Vinh khác, ông thầy giáo Vinh khác, ông Sư Khang khác hả? Tôi nói khác xa. Làm sao giải cho ông hiểu được? Còn vị sư tới hai thân sao? Cái thân nào là thân ông Sư Khang, thân nào là thân ông thầy Vinh? Tôi nói thôi, bữa khác đi. Tôi không đủ khả năng giảng. Ông phải đủ cái nhận thức mới được. Đạo Phật rất là khó hiểu. Rất là khó hiểu. Thôi chúng ta bỏ nó qua bên. Bây giờ chúng ta đi sâu chúng ta mới hiểu. Khi đắc quả rồi nó khác. Mà khi mà phàm phu thì nó khác. Cái thân cũng vậy thôi. Khi mà bốn đường ác địa ngục cạo quỷ súc sanh thì cái tâm nó khác. Chúng ta phải nắm cái tâm. Thành nó nói tâm rồi bây giờ quý vị hỏi cái gì tôi cũng trả lời được hết đó. Tôi không kẹt cái gì hết. Mà nếu mà hỏi cái thân với cái miệng là tôi kẹt á. Thành ra chút nữa tôi đọc quý vị thấy là tôi nắm cái tâm tôi trả lời tốt luôn hết. Thân thì nếu chấp vào cái thân thì bốn đường ác. Mà chấp vào cảm giác của bốn cái thân thì đó là người trời. Mà chấp vào cái cảm giác của dây thần kinh thì đó là cõi trời sơ nhị tâm thiền. Chưa có qua tư tưởng. Mà chấp vào cái óc dây thần kinh đó thì là cõi trời vô sắc. Thì chúng ta nắm cái đó chúng ta đi vào tứ niệm xứ. Niệm thân bất tịnh thì bốn đường ác. Là niệm thân là tịnh. Rồi bốn đường thiện mới giảng là niệm thân bất tịnh để trừ cái thân là tịnh. Thân là tịnh là gì? Thân có mà thiệt nữa. Thành ra tối ngày trao chuốt cái thân mà có không? Cõi đời bây giờ đang cái đó. Nhất là người nữ, tôi nói xin lỗi không? Ở đây mình không có, nhưng mà Việt Kiều giờ nó về nhiều lắm. Thoa son, rồi phấn, kẻ chân mài. Rồi cái môi nó thoa son mà. Khi tôi giảng đạo hiểu rồi thọ năm giới rồi sau sinh thọ tám giới nữa. Cạo cái đầu trọc. Mà cái chân mài lá liễu vẫn còn đen thui. Tôi nói trời ơi sao không cạo cái chân mài được, cái môi đỏ chói. Cô nói chân mài làm sao cạo sư? Tôi nói cạo được chứ, còn nó không phải. Chân mày con thuộc về sâm, cái môi cũng sâm. Mà sâm làm sao cạo? Tôi nói sâm là cái gì ha? Tôi có biết đâu. Cô nói, sư không biết đâu, cái này không có thể cạo được. Con chết là con mang theo. Còn con thoa son thì con chùi đi được. Cái chân mày mà con kẻ thì đi được. Cái này lỡ là sâm rồi, không có đi được. Tôi không biết sao, tôi hỏi Phật tử, nói sâm là giống như người ta sâm mình vậy đó. Mấy ông thiện nam mà xâm cái ấy vào mình. Mà nó chúng ta thấy hiện tại đó là ngạ quỷ rất nhiều. Đó là ngạ quỷ còn gì nữa. Cái thân là thân người mà cái tâm ngạ quỷ mới đi xâm. Chứ quý vị bây giờ Phật tử đây mà kêu đi xâm, không ai xâm đâu. Kêu quý vị đánh bài, không ai đánh đâu. Kêu quý vị hút thuốc uống rượu là quý vị không làm. Còn mấy người hút thuốc uống rượu rồi bây giờ kêu bỏ là không bỏ được. Khác nhau cái tâm. Nếu quý vị tính ở trên cái thân thì quý vị thấy kẹt tùm lum. Nhớ ha, chút nữa là từ nay về sau tôi trả lời một ít, từ sau tôi không trả lời nữa. Ai hỏi là tôi bắt quỳ hương liền. Tôi nói là tôi có giảng rồi, mà tôi giảng lời cho nó rõ thì phải quỳ hương. Bắt tôi giảng hoài bây giờ, sanh sự thì sự sanh, cái tư tưởng mà nó tùm lum. Mà cho nó hỏi thì nó hỏi cả 7 ngày 7 đêm chưa hết. Còn nếu nhắm cái tâm thì quý vị phải ngồi thiền. Trao qua đảo lại quý vị sắp xếp thì quý vị thấy là nó rõ ràng. Nên là đạo Phật là đạo có tâm, được tâm là được tất cả. Từ nay cố gắng nhau, giờ tôi xin trả lời một thời gian rồi tôi không trả lời nữa. Thì cái cô gì Lan Anh gì đó, cổ biểu tôi là trả lời bằng thư. Còn không thì trả lời bằng điện thoại di động. Tôi nói tôi không có xài điện thoại. Từ nay là tôi không nói chuyện qua điện thoại nữa.
Ai có điện lại tôi, điện Phật tử kể lại tôi nghe. Hồi xưa tôi còn tiếp chuyện bằng điện thoại. Mà biểu tôi khai thị ở như Sài Gòn có cái ông gì đó, ông mất. Ông bệnh nhiều quá, tôi đi không được, ông thỉnh tôi không được. Còn ông xuống thì còn không được, ông bệnh nặng quá. Ông nói sư khai thị cho đứa con truyền giới bằng điện thoại. Tôi nói tôi chưa từng làm cái đó. Ông nói sao quý sư làm được, bên mấy thầy làm được. Tôi nói thì ai làm được kêu người ta làm, tôi không có bắt buộc tôi làm mấy cái đó được. Trời ơi, tôi gặp ông mà tôi truyền thẳng đây, không biết mà ông có giữ được không nữa, mà qua cái điện thoại di động là truyền ra địa ngục, địa ngục nó truyền lại ông. Tôi không có chịu máy móc, con người tôi nó kỳ lắm. Tôi nói tỉnh xa, tôi không có điện thoại di động, không có điện thoại bàn, không có đĩa, không có băng, không có gì hết, chỉ có mình không thôi. Nó khỏe khỏi dữ gì hết. Thành ra tỉnh xá không có cửa đóng, nhà của quyền nhà gì cũng không có cửa đóng. Muốn vô lấy cái gì lấy, chỉ còn cái xác thân của tôi với cái cốc lá gì đủ rồi. Ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Nó ăn mặc, mặc thì hai bộ, bộ mới bộ cũ. Nó bệnh thì lấy phân quế của bò, còn không có Phật tử cúng, không có nữa thì vô là thiếu, có vậy thôi. Mà nếu mình tu mình giữ giới, Phật tử nó không cho mình chết đâu. Phật tử nói chuyện khôn lắm nha. Thì nói tôi từ chối là tôi không nhận thua. Tôi nói tụi con cúng cho sư, không phải tụi con thương sư đâu, không phải kính mến sư đâu, mà tụi con thương tụi con nè. Tụi con lo cho sư là tụi con thương tụi con. Mất ông thầy ai hướng dẫn, thì còn sư thì mới hướng dẫn tụi con. Tụi con cần cái giáo pháp của sư. Còn cái vật chất thì tụi con đầy nhóc hết. Mà sư thiếu thốn vật chất, sư cần vật chất, tụi con cần cái tinh thần. Mà vật chất mà có thể nhịn đói 100 ngày không chết, mà tinh thần bế tắc 5 phút tụi con chết rồi. Tử biểu nói chuyện khôn lắm. Nói thì khôn, nhưng mà sống thì không khôn. Nói mà làm có được. Sư đã ít nói mà sư làm. Thì thôi giờ trở lại ha. Vậy thì ban đầu đó, chúng ta phải nhìn cái vật lý trong con người chúng ta, tức là căn hay là vật lý, trần hay là vật lý. Trần là bụi bặm, thì còn có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là đối tượng con mắt, tức là người ta, cây cỏ chung quanh. Trong mình đó là ghèn, cứt ráy mồ hôi, cứt tiểu phận. Thì ở ngoài sao trong nó giống hệt vậy thôi. Thì mắt thì phải tiếp xúc với sắc, tai thì tiếp xúc với âm thanh, mũi thì tiếp xúc với các mùi, mùi thơm, mùi thúi, không thơm, không thúi. Thì cái mũi nó chỉ nhận cái mùi thôi, chứ nó chưa biết là mùi gì, nó không có phân biệt, không có tư tưởng. Rồi cái lưỡi thì chỉ nhận cái vị thôi, chua, cay, đắng, chát, mà nó đâu có phân biệt cái nào chua, cay gì, biết là có vật ở trên lưỡi nó, có cái mùi, có cái vị ở trên lưỡi nó. Xúc là cái tay nó xúc chạm, nó biết rằng nó có xúc chạm, nhưng mà có đó cục đá hay cái bàn cái cây nó không có biết. Chúng ta phải để ý khi chúng ta đụng cái gì chúng ta chưa có biết. Thì cái da bàn tay chỉ nhận lấy sự vật thôi. Rồi cảm giác là do dây thần kinh xúc giác, thì nó phải đi tới cái đó. Thì cái da bàn tay này đó, nó sẽ cho cảm giác của ngạ quỷ. Cảm giác của ngạ quỷ mới mượn cái da bàn tay này để có cảm giác lờ mờ. Thành ra những người mà chai hết trơn rồi không có cảm giác. Thấy mấy người làm việc nhiều ở tay chai hết, vì lấy kim chích vô không biết đâu. Cái chân cũng vậy. Còn cái tay tôi với chân của tôi là công tử, chích vô đúng chút xíu là nó đau rồi. Bởi vì tôi ăn gạo lứt rồi nó quân bình âm dương, với mình có làm gì cái tay mình trân lụi. Còn có nhiều người không thấy chỉ bàn tay nữa. Tôi kỳ đó đi vô làm giấy chứng minh ở căn cứ đó, thì ông công an nó nói thôi ông về ông để nghỉ đi, để cái bàn tay nó có chỉ. Bàn tay ông bây giờ không có chỉ làm sao mà in vô trong này lấy cái chỉ bàn tay được. Ông nói trời ơi, ông biểu tôi nghỉ cho tôi làm sao sống, tôi nhờ cái bàn tay này tôi đi làm việc mới sống, bây giờ ông đừng nghĩ tới mà có chỉ bàn tay thì tôi lấy cái gì tôi sống. Ông công an cười nói giờ làm sao, như vậy là ông không thể làm giấy chứng minh được. Chúng ta thấy là tội nghiệp đó. Còn mấy ông công tử, mấy người xuất gia, quý vị có bàn tay 5 lần,
năm ngón đàng hoàng chỉ chỉ bàn tay rõ ra, thì mình thấy cuộc đời là cái phước báo. Thôi giờ chúng ta trở lại, thành ra con mắt tiếp xúc với sắc trần, cái lỗ tai tiếp xúc với âm thanh người ta, trâu, bò, heo, chó. Rồi nó chỉ nhận lấy cái âm thanh chứ nó chưa có phân biệt âm thanh gì. À, thì chúng ta phải để ý cái đó. Trong con người chúng ta tiếp xúc hàng triệu, hàng tỷ mỗi ngày đều có sự làm việc đó. Mà chúng ta phải phân rõ từng giai đoạn. Mà nếu phân rõ mấy vị lặng lẽ nhìn nó, thì cái này là Phật. Còn quý vị thấy một cách lờ mờ, quý vị chạy trốn, thì cái này gọi là Pháp người trời. Khi nào quý vị thấy rõ là quý vị không có chạy nữa. Quý vị không có cải sửa gì để nó y chang vậy, bị nó đâu phải là mình. Biết nó, thì cái biết này không phải là sự vật, mà cũng không khác là sự vật, nó chỉ là cái biết thôi. Thấy không? Cô Lan Anh gì đó, Điện Anh gì đó, thì mới vừa phải để ý. Thì cái đó không phải là không có sự vật, mà là biết sự vật mà không dính mắc vào sự vật. Còn biết lờ mờ thì cải sửa là dính mắc rồi. Tôi cho là sự vật đúng, là sự vật của tôi bắt đầu mới cải sửa cho nó cao thượng hơn. Khi con mắt tôi thấy sự vật đó, tôi cho cái này dễ chịu, muốn giữ lại, thì tất nhiên sự vật là có thiệt, tôi mới là cải sửa. Còn nếu tôi nhìn sự vật, tôi biết sự vật là sự vật, cái biết tôi không phải là sự vật, mà cũng không khác sự vật, không khác cho nên nó biết. Mà nó không phải là sự vật thì nó biến đổi, sao nó biến đổi? Tôi cứ lặng lẽ nhìn nó thôi. Thì cái lặng lẽ này chính là tôi. Thì kêu là Niết Bàn tịch tịnh đó. Cô Lan Anh đã nhớ tôi giảng cái này, mà cô chưa chắc là cứu cái kiếp này cô làm được nữa. Chứ đừng có nói là không niệm Phật, không cầu vãng sanh, không có A-di-đà, không có tiếng niệm Phật. Cái đó thì không phải sai, nhưng mà với cái nhận thức của cô thì sai. Tôi có giảng mà tôi không phải giảng như vậy. Thì giờ tôi niệm Phật, tôi biết là có tiếng niệm Phật. Còn tiếng niệm Phật nhỏ, tôi niệm cho lớn thì tôi giỏi lên người trời. Tôi cho tiếng niệm Phật là của tôi. Còn tôi lắng nghe tiếng niệm Phật, tôi biết đây là tiếng niệm Phật. Thì cái biết tôi không có niệm, mà niệm là cái miệng, cái âm thanh. Cái âm thanh không phải là tôi, mà nó phát hiện từ cái lặng lẽ này. Thì âm thanh nhỏ, tôi biết âm thanh nhỏ, chứ cái biết tôi không có nhỏ. Rồi cái âm thanh lớn là tôi biết âm thanh lớn, cho cái biết tôi không có lớn. Rồi ngừng niệm Phật thì tôi biết không có tiếng niệm Phật nữa, chứ cái biết tôi không có mất. Còn nếu tôi nhận cái tiếng niệm Phật thì âm thanh lớn là tôi lớn. Lớn quá làm người ta phiền, tôi niệm nhỏ sửa lại cho nó nhỏ. Rồi khi tôi ngưng niệm Phật thì tôi nói tôi hết rồi. Đâu có hết. Thành ra tất cả hiện tượng giới đều có ẩn có hiện. Đủ nhân duyên thì nó duyên khởi, nó hiện. Không đủ duyên thì nó ẩn. Ẩn không có nghĩa là mất, là vì thiếu duyên. Còn cái biết của tôi thì nó không thuộc về nhân duyên. Dù có vật thì nó cũng nằm ở đó, mà không vật nó cũng nằm ở trong đó. Không có lúc nào nó mất, không lúc nào nó lớn, không lúc nào nó nhỏ, không lúc nào nó mất. Nó không thuộc về duyên khởi. Nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Cổ thì nói tôi nói nó không là gì hết. Cổ quên rồi, không là gì hết mà là tất cả. Nếu không có nó là sự trên hiện tượng giới này không có cái gì hết. Không có sắc thân, không có cảm giác, không có tư tưởng, không có ý chí, không có kinh nghiệm kiến thức. Mà tất cả sắc thân, cảm giác, tư tưởng, ý chí không phải là chân không. Mà cũng không khác với chân không, nó mượn chân không để nó phát hiện. Cũng như sóng và nước vậy. Sóng thì nó nương vào cái dòng nước để nó phát hiện. Thì nó có tướng. Mà có tướng thì có diệt. Nó lên tới cao, nó xuống thấp. Mặt. Còn cái dòng nước cũng theo đó, nó lên cao. Dòng nước cũng vậy, mà dòng nước không có cao nha. Sóng cao. Dòng nước nó vô lượng, vô biên mà. Người ta nói dòng nước là sóng cao thì dòng nước cũng cao, không có vụ đó. Người xưa nói dòng nước không có rời xa sóng, phải. Nhưng mà nó không phải là sóng. Sóng cao, dòng nước cao thì dòng nước là sóng sao? Còn vậy thì nếu dòng nước là sóng thì sóng chìm xuống, sóng mất thì dòng nước phải mất sao? Không có vụ đó.
Dòng nước không có cao, không có thấp, không có dùng tư tưởng mà định nghĩa nó được. Có kẹt là kẹt cái chỗ đó. Quý vị phải ngồi tâm thiền cho cái gì cũng đặt cái tôi hết thì chớ tôi giảng mà cái gì. Để giảng có, quý vị chấp có. Giảng không thì quý vị chấp không. Và Đổ Thừa ông Sư Khang giảng tội nghiệp tối đó. Luôn luôn tôi bỏ câu thòng. Thì cái ông gì đó nói là sư nói là không có địa ngục. Vậy thì không có địa tạng luôn, phải vậy ông sư? Tôi nói không có địa ngục là tội cho tôi, mà tôi nói có địa ngục là oan cho tôi. Địa ngục có mà không có, tùy theo cái nhìn của mỗi chúng sanh.